Chào các bạn, hiện nay mình đang có căn hộ rộng 102m2 tại tòa 21B6 thuộc khu Green Star 234 Phạm Văn Đồng. Mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm một chút về căn hộ này. Cửa căn hộ sẽ thấy khu nhà ăn rộng. Và phía bên phải là phòng khách với ban công thoáng nhìn ra đường. Tiếp đến là hướng ra 3 phòng ngủ. Hai nhà vệ sinh khép kín. Phòng ngủ master có diện tích gần 30m2, rộng thoáng nhìn xuống vườn hoa và đường Phạm Văn Đồng. Nếu các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ lại với mình.